ơi mệt quá à. Sáng giờ tuyển ca sĩ, giờ còn ai ngoài không vô thi đại đi nha. Xong rồi tôi có ca sĩ ngon rồi đó là tôi không có nhận ai nữa đâu á. Cái gì mà ồn ào. Trời ơi, cho tôi vô đó, tao 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 kể cho mà kêu tao. Tại tôi lạnh quá trời đất ơi. Sao quý chị? Tôi đi từ xa quá, nó lạnh quá trời quá đất luôn. Rung quá. Đi đâu đây? Chào bà. Dạ thưa, chào anh. Dạ chào bà. Mới vô anh nói câu mất tình cảm liền. Mặt tôi về bà sao trời. Ủa không, tôi, lắm. Tôi kêu bà là bà chị, chào bà chị. À dạ, chào ông anh. Ừ, bà chị vô đây chi vậy? Dạ em vô đây để em xin À vô đây xin rửa chén, giặt đồ phải không? Mấy cái dốt ở trong này có người hết trơn rồi. Dạ, dạ không, không, không. Xin make up ca sĩ không? Tụi tôi mướn người luôn rồi. Dạ không phải. Chị chứ xin cái gì, xin tiền hả? Dạ không có. Em xin hát chứ. Cái gì? Hát. Bà thi tuyển lựa ca sĩ hả? Dạ. Bà có thấy tôi ghi ở ngoài là từ 18 cho tới 35 không? Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Em còn trẻ. Trẻ là nhiêu? Mới có 35 thêm hoàng khạp. 35 cộng hoàng khạp, mẹ này chắc 53 quá. Tùy anh suy nghĩ à, muốn 53 thành 53 mà muốn 35 thành 35. Vậy bà vô đây xin tuyển ca sĩ. Dạ phải. Nhưng mà tôi cho bà biết là tôi đã có ca sĩ hay rồi nha. Nếu mà bà hát hay hơn ca sĩ hồi nãy thì tôi mới nhận bà nha chưa? Tôi nói thiệt với anh đó, cỡ hồi nãy là đồ bỏ. Hả? Bảo đảm với anh là như vậy đó. Nó nghe nè, nhưng mà bây giờ bà tên gì cho tôi biết. Em tên là Công Tằng Tôn Nữ Diệt Dương Câu Ca Câu Tước. Tôi nghe nói Diệt Dương Câu Tiễn, chưa nghe Diệt Dương Câu Chó. Tôi là cháu có bãi đời của ổng mà. Vậy hả? Ổng là câu tiễn, tôi là câu chót, tôi là chót hết trơn á. Bà từ ở đâu tới đây? Dạ em từ phố xa lắm. Xa lắm là ở đâu? Đi mà 8-9 tiếng máy bay á. Vậy mà ở đâu? Dạ ở Florida. Ủa sao Florida nghe quen quá ta? Quen ngay mà. Chỗ này mà Florida. Dạ không Florida Alaska. Florida mà ở Alaska. Ở con đường nhỏ. Alaska có Florida nữa dạ, hả? Dạ có. Tôi nghe nói bên Alaska lạnh lắm phải không? Trời ơi anh biết không, hồi em mới qua định cư ở đây thôi em nói thiệt với anh đó nha. Em ngon lắm chứ không phải vậy đâu. Trời ơi đâu có bèo giạt như bây giờ. Anh biết hồi đó em mới qua đó, em cao 1 thước 72. Trời ơi. Ở bển mới có 6 tháng, tụt xuống còn có 1 thước 27. Ủa như đang 1 thước 27 từ bãi phân còn 1 thước 2. Trời ơi, ở bên Alaska ở đây thi phải không? Dạ. Rồi thôi bây giờ thấy cô ở xa quá thôi tôi cũng nhận cô. Dạ. Bây giờ tôi sẽ cô thi đi, bây giờ cô muốn thi cái gì thì cô cho tôi biết. Dạ tùy anh à, anh em làm bác ban võ nghệ hết trơn á. Ca hát ảo thuật xiếc tấu hài múa lửa cô biết gì? Mình em làm hết chỗ đó đó. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy tôi nói con nghe nè, chương trình tôi đang cần một người làm ảo thuật. Ảo thuật? Bây giờ cô biết ảo thuật không? Trời ơi, học 4 năm trong trường mà. Vậy hả? Học 4 năm trong trường Magi Kuji. Trường gì? Magi Kuji. Trời ơi. Mà gì cô gì? Bây giờ tôi nói cô nghe, bây giờ cô làm ảo thuật đi. Bây giờ cô có thể diễn cái trò gì trong cái ảo thuật? Đây nè, thầy em là David Hill gì đó. David Copperfield. Đó, em mới học ông 1 năm thôi. Vậy hả? Mà ông cho em làm liền. Cô định biểu diễn cái gì? Dạ em chặt đầu. Em chặt đầu em luôn, em ráp qua ráp lại luôn. Mới là ghê chứ. À, có nghĩa là bây giờ cô chặt đầu của tôi, cái cô ráp qua đầu cô. Dạ phải. Cô lấy đầu cô ráp vô đầu tôi. Đúng. Làm liền. Dạ, đấy. Chuẩn bị đó. Mà thôi đem chặt bằng cái tay đây cũng rụng à. Làm. Yeah! Ủa sao không làm? Em bỏ nghề à. Ủa sao bỏ nghề? Dạ tại hồi đó mới ra trường cái em chặt đầu đó nó rụng em ráp vô không được. Trời ơi cũng hên nè. Trời ơi bái chặt tôi một cái bái ráp cái đầu cô vô không được tự nhiên. Thành cái ra em có xin bỏ nghề rồi. Vậy dạ. Hả? Dạ. Thôi bây giờ kiếm môn khác đi. Dạ môn gì? Theo anh ấy muốn gì? Biết múa lửa không? Trời ơi, múa lửa là đồ bỏ. Vậy hả? Đây nè em nói thiệt với anh đó nha. Em múa một cái vòng cho anh biết cái vòng eo của em là chữ O mà. À. Múa đẹp lắm. À. Dạ. Múa lửa cho tôi coi. Để đi lấy cái ấm quẹt ra. Mà thôi cũng không được đâu, rồi không được là bỏ rồi. Sao không được? Thầy bỏ nghề đó luôn à. Sao vậy? Anh biết không, có mỗi người mỗi một cái chuyện nó có cái hoàn cảnh khác nhau hết trơn á. À. Em nói anh nghe cái bữa đó đầu tiên em mới ra trường thôi. À. Cái ông ở trên vũ trường mới mời em lại múa lửa. À. Mà bị ông mời gấp quá, em quýnh quá. À. Đâu có đồ đâu bận. À. Em ra em mua miếng ni lông em cắt vô em bận đỡ. À. Từ giờ ra anh biết em múa nè. Em vừa múa em lấy lửa đó. À. Em vừa quẹt em thổi. Quẹt cái thổi. Quẹt khẩu xịt, nó cháy hồi nào không hay. Hả? Bị cái bikini nó bằng ni lông mà. Trời ơi,
nó cháy, tao nói em như cây đuốc vậy đó. Vậy hả? Từng người mấy xe chữa lửa đứng chung quanh hết luôn, cả cái vũ trường bật cháy luôn. Vậy hả? Dạ. Thôi thôi thôi. Rồi nó bắt em, nó nhốt lại. Vậy hả? Dạ, nhưng mà em beo ra. Thôi thôi thôi, bây giờ tôi nói cô nghe nè, bây giờ cô vô đây cô muốn thi cái gì cho tôi biết. Dạ thôi bây giờ cho em ca cải lương đi. Gì? Cải lương. Cải lương hả? Cải lương dưới tao hú rồi kìa. Thôi buổi bây giờ mà hát cải lương gì xưa nữa mà. Đó, đó, thấy chưa, thấy chưa, anh bảo vậy anh hay khi dễ cái. Bây giờ bà hát cải lương nhưng mà bà hát bài hay là bà hát trích đoạn? Dạ thì anh à, anh muốn cho em hát gì em hát nấy, em ham hát mà. Thấy bà con vỗ tay quá, thôi giờ tôi kiếm một tiết mục cải lương trong chương trình của tôi nha. Dạ. Bây giờ bà làm một trích đoạn đi, bây giờ bà biết cái tuồng Lan và Điệp không? Lan Điệp? Ừ. Để em nhớ coi. À, à em nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Là cái chất nhiên là cái thằng Điệp nó đi thi. Ừ. Con Lan mới đưa nó tiền đặng nó lên trường nó lại thi. Đúng. Nó thi nó đậu Trạng Nguyên rồi. À. Nó về nó đánh dập nó bỏ, nó lấy công chúa nó bỏ vợ nó luôn. Vợ nó mới thương quá cõng mẹ chồng đi kiếm Trạng Nguyên. À. Dọc đường ngay giữa rừng đó. Ta nói đuối không có cái gì ăn hết. À. Mẹ nó gâm mà vợ nó phải lấp thịt ra để cho bà già ăn. Cái thằng đó nó khốn nạn lắm. Tôi nói thiệt. Khoan. Hả? Hình như Lan và Điệp đâu có phải cái chuyện đó. Cái đó hình như Thoại Khanh Châu Tấn đó bà nội. Bà lộn rồi. Em quên. Lan và Điệp là cái vụ mà con Lan đi vô chùa tu đó. À, tu hả? Ừ. Chết mẹ, vậy cạo đầu sao? Không có, lấy tóc giả chùm lên. Ủa vậy hả? Bây giờ tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà diễn ra Lan cái đoạn mà Lan với Điệp gặp nhau. À. Lan cho tiền Điệp đi học. Đó, hai đứa chia tay nhau. Rồi, rồi. Bây giờ bà đóng vai Lan. Nhưng mà khoảng đó đâu phải không? Ừ. Rồi em đóng vai Lan. Ừ. Dạ rồi, để em chuẩn bị. Tôi đóng vai Điệp. Dạ. À. Tôi đóng vai Điệp, chịu không? Trời ơi, ai? Tôi. Anh đóng vai Điệp. Ừ. Xấu quá. Cái gì? Điệp gì sao? Ủa, em nói anh xấu dắt, xấu dắt. Giờ qua bên kia tôi đếm 1, 2, 3 diễn không? Dạ, dạ, dạ. Chuẩn bị. 1, 2, 3 diễn. Thôi em diễn đâu. Sao vậy? Tôi diễn cái này thành tôi ngu sao? Sao ngu? Trời đất ơi, tự nhiên con đàn bà mà đem tiền cho trai không ngu hả? Trời ơi. Ơi quá. Cái chuyện của người ta là như vậy. Thôi bây giờ anh đổi lại đi, tôi không chịu. Đổi tự sao? Tự nhiên là tôi đàn bà phải nuôi tôi chứ sao tôi phải nuôi người ta. Bây giờ anh đổi lại, anh cho tiền tôi đi. Cho tiền tôi. Bây giờ bà thấy không? Cái tự nhiên cái chuyện của người ta tự nhiên đổi lại, thằng Điệp cho tiền Lan vô duyên rồi bà nội. Thôi đi đi vô chương trung ơi diễn. Hát cái này bị sượng dữ lắm nha. Rồi đứng yên đi, đừng đi nữa. Dạ. Đi nữa mất cái mặt bà bây giờ đó. Dạ. 2, 3 diễn. Chạy vô ôm Điệp. Ừ, Điệp đứng nè. Ê. Gì vậy? Trời ơi bà làm gì vậy, ôm trên ôm dưới. Nội ơi tôi bị dắp tém rồi. Trời. Làm như tôi ham quá đó không vậy trời. Trời dạ, ơi, tôi không có nghề là tuyệt ngọc tông đường luôn rồi đó. Tôi bị dắt cái chân tôi té. Đi đàng hoàng, qua anh kia đứng. Kỳ ghê vậy đó. Đếm 2, 3 diễn nha. Đi từ từ đi, đừng biểu tôi đi lẹ quá, tôi bị té. 2, 3 diễn. Anh Điệp. Em Lan. Em chờ anh. Em chờ anh từ sáng tới giờ, có nhiều mối mà kêu em đâu có đi. Em đợi anh nè. Sao anh không tới? Ê. Bà diễn ra con gì vậy? Lan. Ê cái này chắc là con Hương trong nửa đời Hương Phấn. Trời ơi con Lan đó là con gái quê người ta dịu dàng, không phải là xí xa xí xọn như bà đó bà em nội. Em lộn, em tưởng đâu là con Lan bán mì ôm. Trời. Quên, tôi quên lại làm lỡ có gì đâu. Đừng xích vô, đừng nói mất mặt. Dạ. 2, 3 diễn. Anh Điệp. Em Lan. Anh Điệp ơi. Sao em? Anh đi đâu? Anh đi trên trường thi anh nhớ đừng quên em nha. Ừ không quên đâu. Ở dưới quê này em cực khổ lắm. Ừ. Em cho anh chút tiền. Ừ. Cầm đi anh. Ừ. Rồi thi đậu về cứ em nha. Ừ anh nhớ. Đừng bỏ em đồng tiền này mồ hôi nước mắt của em đó. Ừ. Em làm cực khổ lắm nghe anh. Anh biết rồi. Em nói thiệt với anh đó nghe, đầu hôm sau mai em rau cùng xóm mới bán được kiếm chút đỉnh đưa cho anh đó. Vậy hả, em bán cái gì vậy? Ai mua trăng tôi bán trăng trường. Trăng nằm im trên cành liễu đời chân. Ai mua trăng tôi bán trăng trường. Nhớ quen lắm nè. Chẳng bạn tình duyên ước hẹn hò. Đứa đường lên dọc đá. Ờ đúng rồi, cái này trong Hàng Mặc Tử. Ủa trời. Trời
ra sao tôi kêu bà hát Lan Điệp, bà đi hát Hàng Mặc Tử bà nội? Đó, bởi vậy anh đó nhiều khi anh ca một bài hát mà anh không nắm rõ người ta, cái nội dung bài đó nó nói lên cái gì, sao? Mối quan hệ của mọi người ra làm sao anh đâu có biết. Sao kể bởi coi. Vì sao tôi nói anh nghe, thằng Điệp phải không? Ông cố nó đó, tức là thầy giáo, là thầy giáo tạc, bà con cô cậu với hội đồng dư, hội đồng dư đó cột kèo với xã Đực là có con là xã cái, cưới vợ Quy Nhơn gần nhà hàng Mặc Tử. Thôi, bây giờ tóm tắt lại là thằng Điệp là cái gì của thằng Tử? Bạn. Trời. Bạn thân. Ai nói? Em nói. Trời ơi, thằng Điệp hàng Mặc Tử là bạn của Vũ Khắc Điệp hả? Thằng đó nó cũng gần cùi đây. Trời ơi. Em nói chị nghe nè, nãy giờ chị vô chị làm mất thời gian em nhiều quá. Thôi bây giờ em mời chị đi về đi, không biết hát biết hò hết, đi về đi. Điệp ơi, cánh bướm năm xưa hãy bay đi đừng trở lại. Đúng rồi. Vì làng hiện nay chỉ còn là một đóa làng tàn. Hay quá, đúng rồi. Em đừng... biết anh chẳng giả của vàng, nhưng thôi kiếp này đã lỡ, xin Điệp đừng lưu luyến chi lắm. Bởi nặng tình thương lý giao duyên son sắt, dù đục dù trong tà tâm nước ao nhà. Mặc cho ai trọng ai khinh, tiếng hát đầu nôi làm sao tôi quên được. Ở đâu còn cải lương và con người nghe giọng cô, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Hay quá. Biết chưa? Hay quá trời. Anh khi dễ tôi hả? Tôi xin lỗi anh nha. Sa Di anh đó nghe. Trời ơi, hát cải lương hay quá. Thấy không? Nhưng mà anh nói cho em nghe, trung tâm anh chưa cần nghệ sĩ hát cải lương. Chưa cần, mấy mốt cần anh gọi em đi về đi và anh tuyển ca sĩ hát tân nhạc. Anh cần người hát tân nhạc. Yên tâm, chơi tân nhạc luôn. Trời ơi, biết không bà? Nói thiệt với anh đó nha, không nói giấu gì anh, giờ nghèo lắm muốn đi làm. Anh biểu làm gì em làm nấy à. Thôi kệ nó, anh cho em ca tân nhạc, dù em không ca hay bằng mấy chị đó. Nhưng mà lỡ nó có què hoặc em nhảy ra em thế chút xíu trời nó được rồi. Nhưng mà hát tân nhạc em hát nhạc gì? Trời ơi, em nói thiệt anh muốn em hát nhạc gì? Em muốn hát nhạc gì? Anh muốn em hát nhạc gì? Nhạc trẻ. Trời ơi, 12 tuổi thôi. Trời ơi. Trời ơi, em nói thiệt cho anh, em ca Michael đó xin chết liền đó. Nhạc trẻ hả? Chứ sao? Cái mặt bà không trẻ, sao bà hát nhạc trẻ được? Trời ơi, ăn thua là mình trẻ hay không thôi chứ đâu phải cái mặt. Rồi em định hát bài gì? Em hát hả? Ừ. Bài này anh nghe cái tét rầm liền. Bài gì? Mắt nai cha cha cha. Tôi té thiệt thấy má ơi. Thấy mắt không? Đó. Em ơi, mắt em không phải mắt nai. Mắt gì? Mắt bò. Trời ơi, còn mắt kèm rồi mắt nai cha cha. Hát thử tôi nghe coi. Hát thử phải không? Ừ. Ấy mà ấy là anh nhận liền phải không? Ừ. Chắc không? Ừ. Ba con ơi, là mân chứng tôi lâu lâu tôi bẻ sừng làm ngứa nghe nghe nha. Giúp đỡ tôi trong phát tán để giúp. Người ta không vỗ tay là tôi không có nhận cô đâu đó nha. Một tên. Nhảy cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tươi như bông như hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức bâng khuâng. Còn tim ai khao khát đợi chờ, trong cõi lòng ấm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba tôi vẫn ngồi
Hay quá em ơi, hay quá em ơi. Trời ơi, bây giờ đã tôi thấy cô hát rồi tôi mới biết là cái nghệ thuật không có phân biệt tuổi tác. Xin thay mặt cho công ty của tôi thành thật chúc mừng cô nha. Xin đại diện cho công ty của tôi nhận cô vào công ty tôi luôn. Cảm ơn anh. Ủa bắt tay cái đi. Tôi cảm ơn anh. Ủa không vô công ty hả? Kể từ giờ phút này muốn nói chuyện với tôi chưa được. Sao vậy? Phải nói chuyện với ma. Ủa cô là người cõi trên sao mà muốn nói chuyện cô phải nói chuyện với ma? Manager đó ông. Ừ, có manager nữa hả? Sao? Nó nghe nè, manager của em ở nó đâu chị? Giờ mình là star rồi chứ bộ. Chỉ tôi đi, tôi gọi manager tôi nói chuyện. Ờ, à, lùng đen rồi nó trong đó đó. Tôi gọi manager nha. Thôi dạ, tôi mời quay thôi, xin lỗi. Lỡ tôi phải về trải rồi, trải về. Sao về. Vậy, sao vậy? Về giữ baby sit mà. Cô tới đây cô thi mà. Trời ơi, thi gì kìa. Trời ơi, tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Sao? Tôi thấy ông đăng lên trên gì đó, website. Website. Ông nói là ông tuyển ca sĩ trẻ mà ông quên ca sĩ già. À. Ông chỉ lo cho người trẻ mà ông không lo cho người già. À. Trẻ thì người ta thích nhảy, già thì thích nghe cải lương. À. Mà ông không bao giờ để ý tới. À. Tôi ghét cái mặt ông cho nên tôi mới tối đây tôi hát cho ông biết rồi đó, biết chưa? Tôi nói cô nghe nè, bây giờ cô nhắc là tôi mới nhớ. Tôi cứ lo cho tân nhạc mà không có nhớ tới cổ nhạc. À. Mà tôi nhớ tới người trẻ, không có nhớ tới người già. Mà cải lương là cái nghệ thuật cổ truyền của dân tộc của mình. Thôi bây giờ tôi xin hứa với cô nha, tôi sẽ góp công sức của mình để lo cho cải lương của mình ở hải ngoại được mãi mãi trường tồn bất diệt, cô chị. Chịu không? Rồi chịu, cảm ơn anh nhiều. Tôi đi. Đi đâu vậy? Ở lại chút xíu đi. Giữ baby sit. Hả? Nãy giờ bỏ nó ngoài xe La Phú Ích bắt thêm bộ nội. Trời ơi, đại tôi ơi. Cô ơi. Cái thưa quý vị, phần trình diễn của Lê Tính và nghệ sĩ Hồng Nga đây là chấm dứt. Xin chào, kính chào tất cả quý vị. Và chúc quý vị có một buổi sinh nhật thật là vui vẻ.